Trong bối cảnh nhiều dự án giao thông đang được đẩy nhanh tiến độ thì vẫn có những dự án cao tốc bị chậm tiến độ. Tại dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, trong khi công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với nhà đất của người dân đã cơ bản thực hiện xong, thì việc di rời hạ tầng kỹ thuật như đường dây lưới điện, dây cáp viễn thông vẫn đang ì ạch. Điều này khiến cho tiến độ thi công cao tốc bị ảnh hưởng vì nhà thầu phải chờ mặt bằng. Dây điện, các loại dây cáp viễn thông vẫn nằm án binh bất động trên công trường thi công gói thầu XL1 dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. Ở gói thầu này có đến 8 vị trí vướng mặt bằng do các công trình hạ tầng kỹ thuật gây ra. Có những điểm nhà thầu không thể tổ chức thi công trên thực địa. Trụ điện nó nằm ở giữa tuyến chính cho nên là không có thể triển khai thi công được. Vì bây giờ đã đắp cao đến phạm vi mất an toàn về thi công rồi. Cho nên là hầu như thiết bị không thể tham gia vào để triển khai thi công đoạn đó được. Vướng lớn nhất hiện nay là hệ thống dây điện cùng với các trụ điện của đường dây 22 kV, đường dây 0,4 kV vẫn còn án ngữ nhiều điểm trong phạm vi mặt bằng thi công dự án. Sự chậm trễ di rời là do chính quyền địa phương và đơn vị chịu trách nhiệm về công tác giải phóng mặt bằng chưa bố trí được mặt bằng để di rời. Tất cả những vị trí mà còn lại này là những vị trí khó khăn là do không có mặt bằng để dịch chuyển cái vị trí cái trụ hiện trạng đến cái vị trí mới. Đối với công ty Quảng Ngãi thì chúng tôi thực hiện nhiệm vụ phối hợp là chính, vì thực hiện chủ trì việc này là của ban quản lý dự án giao thông tỉnh và các đơn vị thi công. Công ty Quảng Ngãi chúng tôi phối hợp thực hiện cái việc thỏa thuận thiết kế và chủ yếu là bố trí lịch cắt điện để cho các đơn vị thi công thực hiện. Đến thời điểm tại thì bên cạnh cái phạm vi mặt bằng đã được bàn giao thì vẫn còn một số các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện dân sinh hay đường thông tin tín hiệu thì vẫn còn khoảng 20 điểm trên tuyến cần phải giải phóng. Chúng tôi hy vọng là các cam kết của địa phương sẽ được thực hiện đúng để bàn giao mặt bằng đầy đủ cho nhà thầu làm cơ sở chúng tôi hoàn thiện những hạng mục còn lại của phần nền đường trước mùa mưa năm nay. Hạ tầng kỹ thuật chậm di rời đang cản trở tiến độ thi công của dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. Tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương xử lý, phấn đấu trong tháng 9 này xử lý dứt điểm các điểm vướng về mặt bằng do các công trình kỹ thuật để bàn giao mặt bằng sạch thi công cho dự án.